Chào anh em nhé, chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhé, đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Anh em đến với lại shop bán phụ kiện đồ chơi nhé, phụ kiện săn bẫy. Hôm nay giới thiệu với anh em một cái mẫu loa bẫy chim, một cái mẫu mới về. Cái mẫu này thì nói là mới thì nó là mới về, còn cái mẫu này là nó cũng ra từ thời đầu tiên, đó là cái mẫu loa E900 nhé, đây này. Chính là cái mẫu này này nhưng mà cái mẫu này là mẫu mới ra, thì so với mẫu loa trước thì đã có những cái thay đổi và cải tiến cả về hình thức cả về chất lượng nhá. Thế đây là cái vỏ hộp ngoài thì nó giống như là đợt trước thôi. Cho cái mẫu E900 này là tôi sẽ bóc phụ kiện ra giới thiệu cho các bác. Và cái mẫu loa này thì bây giờ đây là cái loa nguyên bản nhập từ xưởng về, có như nào thì giới thiệu với các bác như vậy, và khi giới thiệu quảng cáo với các bác như thế nào thì hàng tới tay các bác cũng là như thế luôn nhé. Thì loa này là một cái loa bẫy chim, loa trợ giảng, hỗ trợ điều khiển từ xa. Nhưng mà cái phiên bản đợt này ấy, thì nó sẽ không có cái mic nói cho mình, thì cốt nó giảm giá thành xuống thôi, tại vì anh em bẫy chim là sẽ không cần dùng tới cái mic nói bao giờ cả nhé, không cần dùng đến cái mic. Đây là cái tay điều khiển, tay điều khiển của nó thì là giống với cái dòng 898 ngày xưa. Tay điều khiển phiên bản tiếng Trung các bác nhé. Phiên bản tiếng Trung ổn định chắc chắn nhá. Tay điều khiển phiên bản tiếng Trung này. Cục sạc điện thì đối với cái loa này thì nó sẽ dùng cái nguồn điện là 7,4V và nguồn sạc là 10V nhé các bác nhé. Nguồn sạc của nó là nguồn sạc 10V. Bây giờ tôi để qua bên này. Còn đây là cái phần thân loa chính, thì đây là cái túi đựng, túi đeo màu rèn di truyền thống, túi đeo đây nó rất là vừa vặn này, vừa dán vào đây kín luôn này. Túi này sẽ có dây đeo, nha các bác nhé. Đây là phần thân loa này, dây đeo của túi này. Đặt xuống đây thế, đây cho các bác quan sát cụ thể về cái mẫu loa này, loa E900 E900 các bác nhé. Đây là mặt trước, toàn bộ thân loa này, là bằng nhôm, rất là chắc chắn. Bên dưới đáy là có 6 ốc, 2 ốc này là 2 ốc giữ pin. Còn về cái phần bát trước của loa này thì đợt trước lô hàng truyền thống ngày xưa ấy, thì cái bát này là bằng lưới thép, nhé. Lô hàng mới này là cái bát này bằng nhựa, này. Đây là phần trên, mặt trên của loa. Đây các bác quan sát mặt trên của loa nhé. Mặt trên của loa này, E900 này, cái tem này là cái tem của kho thôi, các bác khi nhận hàng lưu ý giữ cái tem này cho shop, thì shop còn cái tem này shop mới bảo hành được nhé. Đây là màn hình của loa này, dâu anten nhé. Vẫn có 2 nút đèn nguồn ở giữa này, 2 nút, 1 nút là chỉnh một bên có chỗ mà cộng trừ này đây nhá. Cái nút bằng cái chữ vôn này này, nó chính là nút nguồn, các bác nhé. Các bác mở lên tạch một cái là nó sẽ lên nguồn, này. Thế còn cái nút còn lại là cái nút chỉnh độ vang, độ echo, độ nhạy nhé. Thì cái loa này đặc biệt ở cái chỗ ấy là nó có chế độ vang, chế độ echo. Đấy. Chế độ echo, chế độ vang tích hoạt rời. Không như là mấy cái loa kia thì nó tích hoạt liền. Chế độ vang, chế độ echo tích hoạt rời nhé. Thì đối với cái mẫu loa E900 này thì để cho các bác đánh cu gáy này hay đánh bìm bịp thì nó cực kỳ phù hợp. Nó là ok, nó là chuẩn nhất nhé. Ở bên này là sẽ hệ thống nút bấm điều khiển và chân cắm sạc ở bên sườn này, còn bên sườn còn lại thì sẽ là 2 khe, một khe cắm USB và một khe cắm thẻ nhớ. Thì đây là tôi sẽ thử cho các bác nghe về cái chất lượng âm thanh của nó nhé, đây tôi sẽ dùng bằng cái USB này, vào sườn này. Thì đối với cái dòng loa này mà tay điều khiển sóng theo kiểu 898 này ngày xưa ấy thì là sóng điều khiển của nó là nhạy nhất, nhạy cực kỳ luôn, nhấp phát là ăn luôn,
và đạt được cái là cái khoảng cách bắt là xa nhất có thể bắt được tới 200 mấy 300 mét các bác nhé. Thì giờ mình sẽ mở nguồn cái này lên, mở nguồn lên này. À, các bác quan sát nhé. Các bác thấy đây ấy, là tôi chưa chỉnh cái echo, chưa chỉnh echo, echo về không này. Bây giờ tôi chỉnh cái echo lên một chút thì các bác thấy thấy cái tiếng ấy nó có độ vang, độ dàn, độ âm nhá. À. Đây là cái nút echo này. Tôi cho về hết cỡ nhé, tôi cho về hết cỡ này. Đây, tôi đây là tôi cho về hết cỡ thì nghe tiếng gáy giọng gáy thật, nó không có độ vang nhé. Đây, bây giờ tôi chỉnh nhích lên một chút này. Đấy, các bác thấy không, nó có cái độ vọng, độ ngân, độ vang. Thì các bác lưu ý nhé, đừng có chỉnh quá. Ví dụ như là tôi chỉnh quá này thì độ nhạy nó rất là nhiều, độ nhạy rất là nhiều. Nói chung là cái độ nhạy, độ vọng này ấy, thì tùy thuộc vào các bác chỉnh theo cái cảm nhận âm thanh của mình nhé. Đây là tiếng bìm bìm nhá các bác nghe này. Đây là cái âm thanh mà mình chưa chỉnh echo, chưa chỉnh echo nhá. Bây giờ ta sẽ nhích echo lên này. Quan trọng nhất là cái nút này các bác nhé, cái nút chỉnh echo này. Rồi, trong clip ngắn hôm nay thì chủ yếu giới thiệu cho các bác đó là có cái mẫu loa E900 mới nhập và nó có những cái thay đổi mới so với cái phiên bản ngày xưa nhé. Hàng này là hàng mới tinh và cái hàng này nó là hàng đắt tiền, lâu nay là ít người mua và người ta cũng ít buôn. Thì anh em dùng rất nhiều các loại mẫu loa điều khiển từ xa với chim khác thì cũng đã thấy nhàm chán rồi. Anh em lại tôi shop lại tiếp tục nghiên cứu nhập cái mẫu này cho các bác sử dụng. Cái mẫu này ấy thì đặc biệt phù hợp với anh em đánh bìm bìm này, đánh cu gãy này, đánh gà đồng này. Đấy, dòng loa này là dòng loa đặc biệt nhất nhá, rất là ít trên thị trường.
giới thiệu sản phẩm này về chức năng này, và cũng cho các bác biết được cái giá của nó luôn. Vì nhiều một số anh em xem clip là cứ nói là báo giá đi, hay là chỉ mua hàng những nơi nào mà có báo giá công khai. Thì nói chung là có báo giá hay không báo giá thì các bác gọi điện tới các bác sẽ biết được giá, nhưng mà tốt nhất là báo giá công khai cho các bác nắm được luôn. Nhưng mà phải chia sẻ luôn với các bác ấy, cái giá không giá công khai ở đây ấy là cái giá tôi báo tại thời điểm tôi làm video, và cái lô hàng mới nhập về thì sau này nó có thể nó sẽ thay đổi lên hoặc xuống một chút ít, thì các bác Zalo trực tiếp thì sẽ rõ được hơn. Nhưng còn về cái giá công khai của cái loa này ấy, thì sẽ là 590.000. 590.000 là chiêu thẻ nhớ các bác nhá. 590.000 là chiêu thẻ nhớ cho cái mẫu loa E900 cực ấm, cực chuẩn, cực êm này nhá. Với mẫu loa này thì âm thanh rất là ấm, êm, trong, không bị bẻ tiếng, và có cái chế độ echo nhại vang tiếng, vọng tiếng để cho các bác chơi cu gáy hay chơi bình bịp thì là cực kỳ phù hợp nhá các bác nhá. Rồi xin cảm ơn các bác. Mọi thông tin thì các bác vui lòng alo trực tiếp số điện thoại ở bên cạnh tiêu đề hoặc số điện thoại trên màn hình nhá. 590.000. Thế còn sau này các bác mà các bác gọi điện trực tiếp thời điểm khác mà giá nó khác thì shop sẽ báo lại cho các bác. Ví dụ như là giá nó cao hơn thì shop sẽ nói là giá nó cao hơn. Còn giá nó rẻ hơn thì shop sẽ bảo là cái loại E900 này bây giờ giá nó sẽ rẻ hơn 590.000, nhưng mà hiện tại thì giá công khai của nó là 590.000. Các bác xem về cái loa này, biết về cái chất của loa này và biết thông tin về giá, có nhu cầu mua đưa ra quyết định mua hàng vui lòng alo trực tiếp đến cho shop nhé. Loa E900 hàng thì luôn luôn là ship hàng toàn quốc, làm sao ship cho các bác nhanh nhất trong vòng 3-4 ngày cho anh em nhận được hàng nhanh nhất để chơi nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé.